tương lai, chi tiêu của hiện tại. 40% người Việt trong độ tuổi từ 70 đến 74 là rất hạnh phúc. Thế lý do bác An đi làm thì nó đã là hiện tại họ chưa có tiết kiệm đủ phần trăm mà đủ sống được một riêng một cách an toàn như trong được. Bây giờ với độ tuổi trung bình của mình khoảng 74 tuổi thì điều đó có nghĩa rằng là mọi người sẽ đang phải sống thời gian nghỉ hưu lâu hơn, và liệu câu hỏi đặt ra là liệu cái thời gian nghỉ hưu lâu đó có đảm bảo chúng ta cuộc sống hay không? Cái lương. Xin kính chào quý nhà đầu tư. Rất vui được gặp lại quý nhà đầu tư trong chương trình The Insight, chương trình live stream định kỳ vào lúc 3 giờ chiều thứ hai hàng tuần của các chuyên gia của VN Direct. Đây là chương trình phân tích chuyên sâu về các kênh tài sản, về thị trường đầu tư và các ngành chuyên sâu. Với chủ đề ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi để bàn luận, trao đổi về chủ đề đó là quỹ hưu trí, an tâm tận hưởng tài chính tương lai. Trước tiên đi vào chủ đề thì tôi xin phép được giới thiệu các panel ngày hôm nay. Đầu tiên đó là có anh Hoàng Anh Tuấn đến từ phòng Rewell của Cục Quản lý Tài sản. Thứ hai là có anh Bùi Xuân Tùng đến từ phòng Rewell của Cục Quản lý Tài sản. Và ngoài ra thì có hai chuyên gia của chúng tôi có kết nối online qua Zoom, đó là có anh Phạm Thiên Quang cũng đến từ Cục Rewell của Cục Quản lý Tài sản của công ty VN Direct. Và thứ tư đó là anh Đặng Thanh Hải đến từ phòng Asset Management của VN Direct. Với chủ đề ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu, cập nhật vào 3 topic chính. Thứ nhất đó là cập nhật tình hình Covid-19, thông tin kinh tế đáng chú ý. Thứ hai đó là đi vào topic chủ đề chính của chúng ta là quỹ hưu trí, an tâm tận hưởng tài chính tương lai. Và thứ ba là giao lưu cùng với quý nhà đầu tư. Và trong quá trình mà các chuyên gia của chúng tôi có trao đổi thì quý nhà đầu tư có câu hỏi hay thắc mắc gì có thể để lại dưới comment của livestream của chúng tôi. Trước tiên thì chúng ta sẽ đi vào topic đầu tiên, đó là cập nhật tình hình Covid-19 và thông tin kinh tế đáng chú ý trong tuần vừa qua. Tôi xin phép được cập nhật đến ngày 25 tháng 10 năm 2020 thì diễn biến Covid ở trên thế giới vẫn còn khá phức tạp. Số ca nhiễm lên tới 43,3 triệu ca. Số ca chết thì có vẻ như chững lại là khoảng hơn 1,1 triệu ca. Và số ca hồi phục là khoảng 31,9 triệu ca. Còn tại Việt Nam thì trong vòng 54 ngày liên tiếp không có ca nhiễm nào mới. Về các thông tin kinh tế thị trường trên thế giới thì tại Mỹ thì có căng thẳng thương mại Mỹ và EU tiếp tục leo thang, và EU được quyền áp đặt các biện pháp thuế quan lên khoảng 4 tỷ USD hàng hóa và dịch vụ. Và Mỹ tuyên bố là sẽ đáp trả điều này. Ngoài ra thì Ủy ban châu Âu dự kiến công bố đạo luật dịch vụ kỹ thuật số vào cuối năm 2020 nhắm vào các công ty công nghệ của Mỹ như Facebook, Google, Amazon và Apple. Thứ hai đó là tỷ giá TPP trên USD tăng vọt hơn 1,3 lần trước triển vọng tươi sáng về việc Anh và EU tiếp tục đàm phán thỏa thuận thương mại hậu Brexit. Thứ ba đó là chính phủ Nhật Bản đang xem xét gói ngân sách bổ sung thứ ba trong tài khoá năm 2020 nhằm hồi phục nền kinh tế, dự kiến trình Quốc hội xem xét trong tháng 1 năm 2021. Và thứ tư đó là giá đồng tiền kỹ thuật số phổ biến nhất trên thế giới Bitcoin ngày 21 tháng 10 đã lên mức cao nhất trong 13 tháng qua sau khi PayPal cho phép khách hàng sử dụng tiền số để thanh toán. Tiếp theo đó là cập nhật một chút về các kênh tài sản chứng khoán. MSCI thì tăng tỷ lệ làm chứng khoán hấp dẫn hơn. Thì MSCI có đề xuất Kuwait được nâng hạng từ thị trường cận biên lên mới nổi trong kỳ đánh giá vào tháng 11. Với việc tái cơ cấu dự kiến này thì sẽ thay đổi trong từng quý trong vòng 1 năm thay vì 1 lần. Và các thông tin này đã được kỳ vọng cách đây 1 năm, và giá cổ phiếu trong rổ MSCI thì đều tăng khá mạnh. Ví dụ như là mã Vinamilk thì tăng 22%, Masan và HPG đều tăng hơn 40%. Ngoài ra thì nhóm của Vingroup như VHM và VRE là những mã tăng chậm nhất, là dưới 15%. Về mặt bằng lãi suất huy động thì sẽ tiếp tục giảm 0,2% trong vòng 1 tháng trở lại đây do dư thừa thanh khoản trong hệ thống ngân hàng. Mặt bằng lãi suất sẽ tiếp tục giữ mức thấp trong tháng 11 và có thể sẽ tăng nhẹ trong tháng 12 do áp lực về thanh khoản cuối năm cho lương thưởng và mua sắm xăng.
Còn về kênh tài sản bất động sản thì thiếu hụt nguồn cung do vấn đề pháp lý, thì thị trường bất động sản sẽ tiếp tục khan hiếm nguồn cung mới do vấn đề về pháp lý và tài chính của chủ đầu tư. Các dự án triển khai mới đều là những dự án hiện hữu và đã triển khai. Số lượng căn hộ mở bán giảm từ 30-40% tùy theo từng khu vực. Đó là tôi cập nhật qua một vài thông tin chính về tình hình Covid và thông tin thị trường trong tuần vừa qua. Ngoài ra thì anh Tùng có cập nhật thêm gì không ạ? Anh nhìn tin Bitcoin tăng giá ấy, thì anh nhớ là vốn hóa của Bitcoin bây giờ tầm 240 tỷ đô. Thì vốn hóa của vàng nếu mà không tính dự trữ của các ngân hàng trung ương ấy, tầm 2.4 nghìn tỷ đô, tức là Bitcoin có tăng giá tầm 10 lần tương đương với cả cái số lượng nắm giữ của các tổ chức nắm giữ vàng. Một cái là vàng vật chất, một cái là vàng số, còn Bitcoin là vàng số. Và về Covid thì anh nghĩ là Mỹ và châu Âu nó vẫn đang tăng khá là mạnh, nhưng nếu mà nhìn sâu hơn nhé thì sẽ thấy là cái tỷ lệ tử vong nó giảm đi khá là đáng kể. Trước đây hình như tỷ lệ tử vong nó với những bệnh nhân nặng người tầm 5%, nhưng là giảm xuống từ 7%, nhưng mà đấy là chưa tính là có cái thuốc điều trị của tổng 100 ấy, đó là hiệu quả. So với những tuần trước mà mình có cập nhật về Covid thì thấy là những cái ca chết Covid qua từng tuần sẽ tăng lên rất là nhanh, nhưng mà sau tuần này thì mình thấy đã chững lại một phần rồi. Thì cũng có thể là nó sẽ có một cái chiều lagging ấy, tức là nó bị chậm một chút. Số ca tăng thì 2 tuần sau thì thấy người chết báo nó tăng lên, cũng là vui cái vấn đề đó. Vậy thì chúng ta sẽ đi vào topic chính của ngày hôm nay, đó là về quỹ hưu trí an tâm tận hưởng tài chính tương lai. Như một buổi trước thì tôi cũng có giới thiệu qua về tháp tài sản của chúng ta, thì tại VNDirect đang xây dựng cho nhà đầu tư tháp tài sản với 3 loại tài sản. Thứ nhất đó là tài sản phòng vệ, thứ hai là tài sản tích sản và thứ ba là tài sản đầu cơ, với mong muốn để hướng khách hàng đến với sức khỏe tài chính và an tâm trong đầu tư. Và trong tháp tài sản của chúng ta thì chúng ta đang đi trong bức tranh về tài sản phòng vệ. Trong cái buổi thảo luận của thứ hai tuần trước, chúng tôi đã đi bàn luận về cái tài sản dự phòng thanh toán, và trong buổi ngày hôm nay thì sẽ tiếp tục thêm một loại tài sản nữa trong tài sản phòng vệ, đó là về quỹ hưu trí. Vậy thì chúng ta cùng điểm qua một số những cái con số biết nói, là để cho chúng ta thấy là tại sao chúng ta nên tích sản sẽ trở thành một kỹ năng thiết yếu trong tương lai và chúng ta nên tích sản trong hưu trí. Thứ nhất đó là chúng ta thấy là 60-62 là độ tuổi nghỉ hưu của người lao động, 73,6 là tuổi thọ trung bình của Việt Nam và liên tục tăng, và 58 là tuổi của sức khỏe của người Việt Nam. Và nhìn thấy là 73% số người Việt Nam phải sống phụ thuộc khi mà tuổi về già. Nhìn vào những con số này thì chúng ta thấy là thế, nhưng mà nói về bối cảnh ngày xưa thì cha mẹ chúng ta thì coi con cái là tài sản, nhưng mà tại thời đại hiện nay thì mọi thứ phát triển, con cái thì lớn lên thì họ phải chăm lo cho cuộc sống và gặp rất là nhiều khó khăn. Chính vì vậy mà bố mẹ mong muốn là sẽ không trở thành gánh nặng cho con cái nữa. Chính vì vậy mà họ cũng phải có những cái kế hoạch để họ có thể an tâm khi về hưu. Vậy thì kế hoạch của họ sẽ được xây dựng như thế nào? Đấy cũng là một câu hỏi của cái thời đại hiện nay của chúng ta, trong khi mà công việc về cái việc làm thì cũng đang rất là bấp bênh và khó khăn, hay là về các loại tài sản thì cũng đang rất là đắt đỏ. Vậy thì chúng ta hãy cùng, mời quý vị và các bạn hãy cùng xem qua một cái video nói về thực trạng của việc tiết kiệm và xây dựng quỹ hưu trí. Well, the numbers, they're pretty staggering. The vast majority of Americans have under $1,000 in savings. And by some estimates, half of all Americans have nothing put away at all for retirement. And this runs across pretty much all ages. Sharon Epperson delves into the problem. About 10 years ago, Galen Murphy realized he'd never saved for retirement. Now he's 49, and he's still not saving. Not right now, I'm not. I was hoping to in this next year. I like this. Murphy earns about $42,000 a year working as a store manager at Portland's House of Vintage. Fredericks of Hollywood. The company has 2 stores, 5 full-time employees, and no retirement plan. Murphy says he makes enough to pay his bills,
barely. The biggest ones are going to be rent, student loans, healthcare, car payment. Living the American dream? For too many people, it's more like a nightmare. And Galen Murphy is hardly alone. He plans to keep working as long as he can, but still wonders which bills will get paid and which ones won't. There's no money left for savings. Only about 40% of the private workforce has access to an employer-sponsored retirement plan. And even those who are saving still aren't saving enough. One problem? Pensions became a thing of the past. In 1983, almost 90% of the workforce had pensions. By 2016, that number had dropped to 27%. Today, 94 million Americans have retirement accounts. Yet a recent Vanguard study says the median 401k for someone aged 35 to 44 held less than $24,000 in 2016. For a 45 to 54-year-old, $43,000. And for someone 65 and older, the median balance was less than $61,000. How big a problem is this? I think it's much bigger than one can imagine. Ivory Johnson is a Washington, D.C.-based financial advisor. The ones who have not planned are, I think, the majority. If you look at the number of retirement accounts that have less than $50,000 as a percentage of people over 50, it is staggering. Johnson says putting a higher priority on saving for retirement needs to start at home and continue in school. But that's not happening. Look at social media and Facebook. What are people posting? They're posting, I went on vacation. This is where I went to eat. This is where I sent my child to college. What's celebrated is not I have a plan and I'm setting myself up for retirement. Student debt is one of the culprits. Galen Murphy, at 49, is paying about $365 a month on $62,000 of debt that's accrued since he was in graduate school more than 10 years ago. That, for me, is the biggest issue. Tim Ranzetta's Next Gen Finance studied 13 million students across 11,000 high schools, finding less than 17% are required to take a personal finance course to graduate. So, he says, how could they be expected to understand how tens of thousands of dollars of debt might impact their lives? We believe all students need this sort of education in order to thrive in the future. Now approaching 50, Galen Murphy knows he'd have to give up a lot in order to improve his quality of life in the future. It's a cost that only seems to keep going up. For Nightly Business Report, I'm Sharon Epperson. Anh nhớ là tại vì xem cái video về cái thực trạng hưu trí ở bên Mỹ ấy, anh nhớ là huyền thoại đầu tư Warren Buffett có nói rằng là cuộc khủng hoảng hưu trí ở bên Mỹ ấy, càng ngày càng nghiêm trọng hơn ấy. Tại vì sao ấy? Thì như trong video đó họ cũng nói là tại vì là trước đây hưu trí là một cái bắt buộc ở bên Mỹ ấy, thì sau này nó trở thành một cái tự nguyện, và khi mà trở thành một cái tự nguyện ấy, thì nhiều người họ không tham gia hoặc là tham gia một thời gian thì họ rút tiền ra. Thì ra là tại vì cái tiền đấy là tiền trong tương lai, còn chi tiêu của hiện tại cũng tiền tương lai là chi tiêu hiện tại, nhưng cuối cùng là sau khoảng 20-30 năm nhìn lại thì giống như cái anh trong video ấy, là không có tích lũy khoản nào người hưu cả. Người nghỉ hưu mà có tài khoản trung bình ở cái nghiên cứu của Vanguard ấy thì cũng chỉ 60.000 đô chi tiêu nếu khoảng 2 năm ở Mỹ là hết rồi. Và qua cái video đấy thì chúng ta thấy là người Mỹ, một quốc gia rất là lớn như thế, nhưng mà phần đông số người dân ở Mỹ lại không có khoản tiết kiệm cho hưu trí. Và qua những cái nghiên cứu và thống kê thì em có tìm hiểu ở đây thì chúng ta thấy là ở trên số liệu thống kê ở toàn cầu thì chỉ có 20% người trong độ tuổi lao động tiết kiệm cho độ tuổi nghỉ hưu, và 58% sẽ tiếp tục làm việc sau khi mà họ nghỉ hưu. Ở tại Mỹ thì 2/3 giới trẻ thuộc thế hệ millennial 1980-2000 là không có thói quen tiết kiệm cho tương lai sau khi nghỉ hưu. Và 69% những người chưa nghỉ hưu tiết kiệm 1% thu nhập để họ nghỉ hưu. Ở tại Anh thì có 1.500 người trẻ thuộc thế hệ millennial chỉ tiết kiệm 4.6% thu nhập của họ để cho việc nghỉ hưu. Đấy là con số thống kê ở nước ngoài. Vậy thì còn ở Việt Nam thì sao? Ở Việt Nam thì không có một con số thống kê cụ thể. Nhưng mà có một vài nguồn thì chúng ta thấy là 40% người Việt trong độ tuổi từ 70 đến 74 là vẫn phải tiếp tục làm việc. Chỉ có 1/5 số người lao động Việt Nam là hy vọng
sẽ có thu nhập từ các sản phẩm tài chính sau khi nghỉ hưu. Và người trẻ Việt Nam thì không mấy ai lên kế hoạch lập kế hoạch cho việc tiết kiệm nghỉ hưu, mua nhà hay là mua xe. Và 40% thì mọi người được khảo sát thì trả lời là không biết tiết kiệm như thế nào. Và ngoài ra thì có khảo sát hỏi họ là lý do tại sao mà họ không lập cái quỹ hưu trí này, thì có 29% là họ cho rằng là không kiểm soát được thu chi nên không thể tích lũy được tài sản. Có 17% số người cho rằng lý do là vì họ không có chuyên môn trong lĩnh vực đầu tư. Và có 16% là không có phương pháp tích lũy tài sản phù hợp để thực hiện cái mục tiêu này. Đó là cái thực trạng. Vậy thì anh Quang có trao đổi gì về cái thực trạng ở nước ngoài và Việt Nam về cái việc tiết kiệm này không ạ? Thì ở đây có một vài số liệu để mà chúng ta tham khảo nghiên cứu trên cây ở Mỹ, và nó có một vài những cái data. Thực ra ở Việt Nam mình thì không có đủ số liệu như là của Mỹ người ta làm, nhưng ở đây thì vào cái nghiên cứu ở Mỹ, và từ đó mình sẽ suy ra thực trạng tương tự như Việt Nam cũng có khá nhiều điểm giống. Chúng ta chạy xuống slide. Đầu tiên là thực trạng để mà ta thấy là giống ở Việt Nam hay không nhé, là người ta thống kê theo cái độ tuổi ấy. Thì trong cái slide về theo độ tuổi này thì những người mà trẻ, ví dụ như là ở cái độ tuổi là từ 10-15 trở lên đến độ tuổi nghỉ hưu, ví dụ mình lấy độ tuổi nghỉ hưu là 60 này ha, có nghĩa là trước 45 tuổi, thì khi mà survey thì chỉ có 30% số người dân là thực sự là có kế hoạch cho nghỉ hưu một cách nghiêm túc không? Có nghĩa là còn lại đến 70% là những người ở độ tuổi trước 45 là hầu như là không có cái kế hoạch gì cho nghỉ hưu cả, đúng không? Đây là nhắm bạn lại số liệu từ cái báo cáo Deloitte nghiên cứu về thị trường Mỹ trước khi từ tiếp mình sẽ nghiên cứu cho trường hợp của Việt Nam tương tự xem sẽ như thế nào và vấn đề nó nằm ở đâu. Khi mà người ta hỏi ra là cái lý do tại sao mà không có một cái kế hoạch thu chi một cách nghiêm túc, thì nhiều người nói luôn là họ quá kiểu sợ hãi với cái chuyện đó luôn, không tưởng tượng tới luôn, nhắc tới là đã lo quá rồi và cũng không muốn làm như nào nữa. Hoặc là cái lý do thứ hai là mà bảo là phần lớn là cũng đang bị nợ rồi, trong nước mình nợ rất là nhiều, thì hy vọng Việt Nam từng mình sẽ nợ hơn. Tức là họ bảo là vì họ nợ như vậy nên là cái tiền mà làm thu nhập hàng tháng ấy, là lo trả nợ rồi thì không còn cái tiền đâu mà để tập trung cho cái chuyện xây viên cả. Đó cũng là một cái thực trạng xảy ra. Tiếp theo là em cho nhảy qua slide tiếp theo. Là khi mà hỏi là về cái chuyện mà bất an với cái tình hình là đã tiết kiệm cho hưu trí như nào, thì cái lý do mà bất an như nào thì họ bảo là hiện tại họ chưa có tiết kiệm đủ để cho mà cái cuộc sống về hưu trí một cách an toàn và yên tâm được, là lý do hàng đầu này. Thứ hai là cái lý do là không có đủ cái thu nhập khả dụng để mà có thể cam kết tiết kiệm trong một cái chương trình hưu trí nào cả. Đấy là lý do thứ hai. Và tiếp nữa là lý do thứ ba là họ tin rằng là cho dù họ có tiết kiệm mấy đi chăng nữa thì cái khoản đầu tư đó nó cũng không đủ. Đằng nào nó cũng không đủ kiểu để tạo ra một cái thu nhập mà cho về hưu có tiền để sinh sống được, nên là cảm thấy rất là bất an. Và thêm một cái nữa là không tin tưởng vào các cái định chế tài chính quốc gia, ví dụ kể cả như những nhà tư vấn tài chính này, rồi những chuyên gia mà đại diện bán bảo hiểm này, thì cũng không thể nào mà đưa ra cả lời tư vấn khách quan cho họ để họ có một cái hành trí mong làm được. Đó là những nguyên nhân mà khiến cho người dân Mỹ cảm thấy rất là bất an với cái vấn đề về đầu tư tiết kiệm cho hưu trí như này. Tiếp theo anh chạy xuống thêm một cái lý do là để cho người ta thấy tại sao người ta không tin tưởng vào các cái định chế tài chính quốc gia, đúng không? Bởi vì chúng ta đang là đơn vị mà cung cấp các cái sản phẩm liên quan, thì chúng ta để cái chỗ thực trạng ở cái trang mà slide số 10 em quen với các cái sản phẩm đầu tư ấy, cũng là một lý do rào cản này. Chạy slide đúng không? Đó, slide đó đấy. Đấy, thì khi mà survey là mọi người dân có kiến thức và hiểu biết với các cái sản phẩm đầu tư rồi bảo hiểm hay không, thì chúng ta nhìn trong này chúng ta thấy là có một cái tỷ lệ cực kỳ lớn người dân Mỹ là không biết gì đến các cái
các cái khái niệm như là target debt, mutual fund là như nào, tức là quỹ quỹ đầu tư ra sao, cổ phiếu như nào, phát sinh trong như nào, một số lượng cũng khá là lớn và không hề có kiến thức về pháp luật. Thì ở một đất nước Mỹ và đất nước có thị trường chứng khoán phát triển như vậy mà vẫn còn tỷ lệ rất lớn như này thì đừng nói như là ở Việt Nam chúng ta chắc là còn một lượng cực kỳ lớn mà mọi người không có thông tin gì về đầu tư, tức là các bạn không có kiến thức về pháp luật. Rồi thêm một lý do nữa là tại sao người ta không tin tưởng vào các cái định chế tài chính quốc gia. Em qua slide tiếp theo này. Đấy, thì trong này họ nói luôn là sau khi xảy ra các cái vụ lùm xùm trên thị trường chứng khoán thì cái niềm tin của họ về các cái nhà tư vấn là rất là thấp, cho nên người ta cũng không tin tưởng vào cái chuyện là những nhà tư vấn có thể giúp đỡ họ như nào. Thì cái này nó cũng rất là giống với câu chuyện hôm qua anh vừa gặp một chị ở Việt Nam, ở đất nước Việt Nam chúng ta, lúc mà hỏi là chị đã có cái chương trình đầu tư trên thị trường chứng khoán, đã kế hoạch thường tuyến chưa, rồi tài sản phòng vệ chưa. Thì chị nói luôn là chị rất là sợ vì chị thấy các cái thuyết gọi là vạch long cừu ấy, tức là đại khái là có một chiếc âm mưu là người ta nuôi con cừu lớn lên xong rồi vì là họ có thông tin nhiều hơn nhà đầu tư mà họ sẽ tìm cách gọi là khống chế cái mạch thông tin như thế nào để mà coi như là lấy tiền của nhà đầu tư thôi chứ cũng không thể thực sự giúp họ được. Thì nó cũng rất là giống với cái lo lắng và cái báo cáo của Vila lại nói về thị trường Mỹ ở Việt Nam. Anh cũng thấy những câu chuyện thực tế anh tiếp xúc thì cũng giống như vậy ha. Ok, đấy thì trong này họ có nói luôn là họ quá thiếu kiến thức về quỹ hưu trí như nào, cái làm như nào, họ không biết cách làm nào để đã là những cái thực trạng như vậy. Wow. Trong khi đó thì em chạy qua slide số 21. Thế thì liệu tình hình nó có gì mà chúng ta đáng phải lưu tâm thêm nữa hay không? Slide số 21 nha. Thì nhìn cho nó tương lai thì nó có một cái thực tế là đúng không, là em chạy qua slide, thì càng những năm về sau này, đúng không, ví dụ như ngày xưa trong quá khứ thì cái tuổi từ về hưu đến lúc người ta chết là chỉ có 13 năm thôi, đúng không? Thì bây giờ bắt đầu là cái tuổi nghỉ hưu với lại cái thời điểm người ta chết là nó càng ngày càng dài ra, thực tế như vậy, và dự kiến là cái khoảng cách này càng nới rộng hơn. Tóm lại cái tuổi về hưu của họ nó phải gấp, ý là nó cái đời sống hưu trí nó phải chiếm đến 1/3 cuộc đời của họ ấy, đúng không? Tuổi thọ ngày càng tăng lên, trong khi đó thực tế ở slide số 23, chạy vào slide số 23 chia sẻ cùng lại thêm. Trong thực tế là chúng ta thực tế ở đây là cái mô hình này, thống kê trong vòng mấy chục năm qua là cái chi phí nó đã tăng lên rất là nhiều. Ví dụ đây ngày xưa này, ngày xưa rồi năm 85 nhé, trung bình một người đàn ông đi làm đúng không, 1 năm 52 tuần hoàn toàn cái đường thu nhập là nó đủ để trang trải cover chi phí rất là thoải mái đúng không, thậm chí còn có dư này, chi phí cho nhà ở rồi cho bảo hiểm về sức khỏe rồi đi lại và đi học đúng không. Thì bây giờ chúng ta thấy cái đường, hai cái đường đó nó khép lại với nhau luôn, mà tức là tóm lại là một người đàn ông đi làm là gần như cũng không đủ để cover hết toàn bộ chi phí cho gia đình rồi. Đấy, đó là một cái thực tế cái khoảng cách giữa thu nhập và chi phí nó như thế nào. Trong khi đó thì cái môi trường lãi suất thì ngày càng giảm. Slide tiếp theo mà, thì đây là cái thực trạng mà trên thế giới đang diễn ra rồi, và ở Việt Nam mình chúng ta cũng thấy là lãi suất đang giảm rất là nhanh đúng không ạ, thì nó cũng là bất lợi cho cái người mà không có kiến thức về đầu tư thì sẽ gặp bất lợi cái trường hợp thu nhập để có thể cover cho chi phí như này rồi đúng không ạ. Rồi thế thì chúng ta có thể làm như thế nào được, từ trong cái báo cáo này chúng ta rút ra được cái điều gì, thì anh nhảy qua cái slide mà chúng ta sẽ làm gì để khắc phục cái tình trạng này được anh chạy qua luôn cái nghiên cứu luôn. Thì trong cái báo cáo này rút ra là để mà khắc phục, em chạy xuống được đi đúng không ạ, thì có thể có những cái biện pháp mà chúng ta có thể đối mặt với cái vấn đề về cái khoảng cách giữa cái chi tiêu lúc về hưu ngày càng tăng lên và cái thu nhập và đầu tư ngày càng khó khăn hơn. Thì có mấy biện pháp sau đây này. Thứ nhất là chúng ta sẽ tiếp tục kéo dài thời gian làm việc hơn đúng không ạ. Cái tóm lại là mình phải có kế hoạch tài chính tổng thể rồi liên tục nâng cao kỹ năng giữ sức khỏe thật là tốt, để mà khi mà về hưu rồi thì chúng ta vẫn có thể có cái công việc gì đó mặc dù là thu nhập nó không được như mức trước khi mình nghỉ hưu, nhưng mà vẫn có thể có thêm cái thu nhập để trang trải cho cả chi phí cuộc sống. Còn ví dụ như những người mà làm những cái nghề mà không phụ thuộc vào tuổi ấy, đúng không, ví dụ có thể là nghề giảng dạy, nghề tư vấn tài chính, nghề đầu tư thì nó sẽ không phụ thuộc vào độ tuổi thì nó sẽ đỡ rủi ro hơn là một. Thứ hai là ngay lập tức từ bây giờ chúng ta phải tăng tỷ lệ tiết kiệm và đầu tư đúng không, và kỷ lục trong cái điểm này là rất là quan trọng. Thì các bạn trẻ mà
Và cái độ tuổi còn trẻ thì người ta không chưa ý thức được việc này đâu. Người ta chỉ để ý là làm sao để tôi có đủ tiền, tôi ăn tiêu rồi đi du lịch, rồi mua nhà, mua xe thôi. Chứ chưa nghĩ đến cái kỷ luật này. Thì chúng ta phải ngay lập tức là chuẩn bị càng sớm càng tốt. Và chủ động thực hiện các hành thu trí luôn. Tôi ngay lập tức có thể tham gia vào chương trình tích sản thu trí định kỳ. Có thể là dùng sản phẩm của VinRec này, đúng không? Vâng vâng, đã là một số cái biện pháp thực trạng hiện nay Việt Nam như thế nào. Rồi ngoài ra thì chắc là để cho các chuyên gia khác chia sẻ thêm, đúng không? Còn cần cái gì thì anh sẽ trình bày tiếp trong video tiếp theo. Mình xin mời các bạn lắng nghe xem. Và đấy thì cũng là cái cập nhật của anh Quang về những cái thực trạng thì chúng ta thấy là khi mà tuổi thọ của chúng ta càng ngày càng tăng, chi phí cũng tăng mà lãi suất thì lại giảm, thì cái kế hoạch để mình lập cái kế hoạch cho tài chính cá nhân hay kế hoạch cho hưu trí cho tương lai của chúng ta sau này là rất quan trọng. Vậy thì đi vào câu hỏi chung đó là tại sao chúng ta phải quan tâm đến kế hoạch hưu trí, quỹ hưu trí có vai trò quan trọng như thế nào và hiện nay thì theo luật bảo hiểm xã hội về lương hưu ra sao và có tác động đến như thế nào, thì xin mời anh Tuấn có thể nói qua một chút cho những nhà đầu tư được biết. Vậy thì để nói qua một chút thì ok, thì đây là một câu chuyện mà nó đã diễn ra thực tế rồi ấy. Thì để mọi người cùng nhau nhìn lại, đây là câu chuyện của cô giáo Trương Thị Lan. Sau 37 năm cống hiến thì cô về hưu năm 2017. Mức lương hưu của cô là 1,3 triệu một tháng. Thì đây là một câu chuyện mà nó rất là đau lòng. Và cái khi mà Tuấn review lại cái luật lao động tức là trong khoảng 10 năm trở lại đây ấy, thì ví dụ trước đây thì cái độ tuổi nghỉ hưu chúng ta là của nam là 60 đúng không? Thì bây giờ nam là 62, nữ 55 thì bây giờ nữ là 60. Cũng nói thêm một chút nữa là ngày xưa cái độ tuổi trung bình của Việt Nam mà vừa nãy Duyên có nói đến ấy, là độ tuổi trung bình là 65 tuổi. Tuy vậy thì bây giờ với độ tuổi trung bình mình lên khoảng 74 tuổi đúng không? Thì điều đó có nghĩa rằng là mọi người sẽ đang phải sống thời gian nghỉ hưu lâu hơn. Và liệu, câu hỏi đặt ra rằng liệu cái thời gian nghỉ hưu lâu đó có đảm bảo chúng ta cuộc sống hay không? Cái lương chúng ta liệu đảm bảo không? Thứ hai, về luật bảo hiểm xã hội, điều kiện hưởng lương hưu 75% là trước đây là nam chỉ cần 30 năm thôi. Được điều kiện hưởng lương hưu tối đa 75% ấy. Thì bây giờ là cần 35 năm. Và trong nữ ngày xưa là 25 năm thì bây giờ cần là 30 năm. Tức là mình đã tăng thêm 5 năm đối với cả nam và nữ. Và thứ ba nữa là về cái lương hưu trung bình. Thì ngày trước đây ấy, những người sinh năm 1995 trở về trước ấy, tức là đóng bảo hiểm từ năm 95 trở về đây, tức là sinh năm 1972 trở về trước ấy, thì họ được hưởng lương hưu là 5 năm cuối cùng. Còn tuy vậy các bạn mà sinh viên mới ra trường bây giờ chẳng hạn, thì các bạn phải đúng tính trung bình của 30 năm toàn bộ thời gian đóng. Thì điều đó nghĩa là gì? Tức là thời gian đầu ấy thì lương rất là thấp, nhưng càng sau lương thì càng tăng, vì một phần nữa là do lạm phát. Chính vì vậy mà theo thời gian ấy thì những người mà càng sau đi làm ấy, thì lương hưu của mọi người sẽ càng thấp. Cái nguyên nhân ở đây là gì? Thì chúng ta sẽ cùng nhìn một chút về cái tháp dân số. Ví dụ năm 1979 thì tháp dân số chúng ta là 43% là trẻ em nữa. Nhưng mà đến năm 1989 là 38% này, năm 99 là còn 33%, 2009 là 25% và đến 2019 còn 23%. Chúng ta nhìn thấy rằng là cái độ tuổi trẻ em rất là ít như vậy. Thì tương lai, điều đó có nghĩa rằng là tương lai cái phần mà cơ cấu dân số mà trong độ tuổi lao động rất là thấp. Đấy, giống như kiểu của Nhật Bản, Hàn Quốc hiện tại. Nếu như mọi người nhìn câu chuyện ở Hàn Quốc này, là mọi người có thể xuất báo luôn, có rất nhiều bài báo người ta Hàn Quốc sẽ ăn từng bữa tự tử chấm dứt sự đầy đoạn. Thì có một cái báo cáo của OECD năm 2016 thì 1/4 những người già ở đây đang phải sống trong cảnh nghèo đói, và 50% những người đó thì đang phải sống một mình, tức là không có phụ thuộc con cái. Và câu chuyện người già Nhật Bản thì Nhật Bản đi trước Hàn Quốc cũng khá là lâu, thì họ là 70 tuổi đi làm vẫn là chuyện bình thường ở đây. Và 20% những người trên 70 tuổi đi làm, thì nguyên nhân đi làm khi mà được hỏi đến ấy, là người ta trả lời rằng là một là họ đi làm cho khỏe người, nhưng một cái câu chuyện nữa rằng là bởi vì họ mong muốn có thêm một chút thu nhập khi mà về già được chi tiêu được rộng rãi hơn. Đó thì cái cơ cấu tháp dân số của Nhật Bản, Hàn Quốc mà người nhìn ở đây, tức là
họ có cái độ tuổi phụ thuộc ấy. Ví dụ độ tuổi phụ thuộc là từ dưới 14 tuổi là trẻ em này, và độ tuổi mà trên 65 cũng khá là cao. Chính điều đó là cái nguyên nhân dẫn đến cái hậu quả như hiện tại. Thì chúng ta cùng nhìn view sang Hàn Quốc. Next slide. Hàn Quốc thì Hàn Quốc năm 1995, họ rất giống mình tại hiện tại. Mọi người có thể nhìn thấy rằng là họ tăng trưởng GDP rất là tốt, là 8,9% một năm. Nó xấp xỉ đâu đó Việt Nam bây giờ cũng khoảng 6-7%, tức là con số rất là cao. Nhưng mà sau khoảng 10 năm đến 15 năm thì cái tăng trưởng GDP của họ đâu đó bây giờ chỉ còn khoảng 2,6% mà thôi. Và cơ cấu dân số vàng của họ năm 95 là khoảng 30,5 tuổi, còn cơ cấu dân số của Việt Nam hiện tại là 32,5. Điều đó cũng nghĩa rằng là đâu đó Việt Nam đang rất giống Hàn Quốc năm 1995 đến năm 2000. Thì chúng ta sẽ nhìn lại là cái biểu đồ cơ cấu tăng tài sản Hàn Quốc này. Thì nếu như nhìn từ năm 1995 đến nay thì tốc độ tăng trưởng của họ vẫn được đâu đó khoảng 4,6%, đúng không ạ? 2000, xin lỗi, đây là năm 2000. Nhưng mà đa phần nó tăng trưởng là đến năm 2011 thôi, tức là cái giai đoạn tăng đến 2011 là tăng đến 90% cái giá trị tăng của cái chỉ số KOSPI Hàn Quốc là đến năm 2011. Và năm 2011 là trùng với thời điểm mà độ tuổi trung bình của Hàn Quốc đạt là 38,5 tuổi. Và Việt Nam mình sẽ đạt cái con số 38,5 tuổi đâu đó vào năm 2030 đến 2035. Điều đó có nghĩa rằng là gì? Tức là nếu như mọi người đầu tư, mọi người đâu đó chỉ còn khoảng 10 đến 15 năm nữa để tiết kiệm. Và chính vì vậy cái câu chuyện là chúng ta phải tích lũy tài sản ngay từ bây giờ là một con số, một cái điều cực kỳ bức thiết. Ok, thế ạ. Thì đây là một cái biểu đồ về chi tiêu và thu nhập, đúng không ạ? Thì khi mà ở tầm độ khoảng 30-40 là độ tuổi mà mọi người thu nhập cao nhất, và sau đó nó sẽ bị giảm dần theo thời gian. Trong đó cái chi phí mà có xâm chuẩn ấy nó không thay đổi nhiều. Và đấy là những cái thông tin. Anh đang muốn bổ sung thêm một vài cái số liệu mà cho thấy tại sao mà cái nhu cầu mà cần có cái kế hoạch tài sản hưu trí rất quan trọng ấy. Ok, alo, có nghe được không em? Vâng, anh nói đi ạ. Có một cái số liệu thống kê như này. Hiện tại thì ở Việt Nam có tổng khoảng độ 56 triệu người trong độ tuổi lao động. Thì mình tính cái độ tuổi lao động là từ 15 đến 60, đúng không ạ? Thì trong số đó những người mà đang đi làm, ví dụ như là ở công sở này, thì là những người thuộc đối tượng mà chúng ta có đóng bảo hiểm xã hội, đúng không ạ? Thì theo cái tính toán của bảo hiểm xã hội ấy, thì cái mức lương trung bình mà hiện tại mà một người lao động đóng góp mà có thể nhận được khi về hưu nó chỉ rơi vào tầm có từ 3 đến khoảng 4 triệu đồng gì đó một tháng thôi, theo cái số liệu hiện giờ là như vậy. Và trong số đó thì những người mà thuộc biên chế nhà nước, mà thuộc nhóm ví dụ như là công an hay quân đội, họ thuộc cái nhóm mà kiểu được hưởng cao hơn ấy. Còn phần đông người dân lao động bình thường chúng ta thì cái mức trung bình là chỉ rơi vào tầm đó độ khoảng 2 triệu gì đó thôi. Đấy. Trong khi đó chúng ta tính sơ sơ với cái mức lạm phát bây giờ mà nhu cầu cuộc sống ấy, đúng không? Ví dụ như ở thành phố chúng ta này, một người mà bình thường mà có thể sống được thì nó phải rơi vào tầm độ khoảng 8 triệu một tháng, 7 đến 8 triệu là ít để mà chúng ta có thể gọi là sống một cách rất là tối thiểu thôi. Chứ còn nếu mà ông ở nhà xịn hơn mà có máy lạnh rồi vân vân, ở thoải mái hơn thì nó ít nhất là phải trên 10 triệu một người. Đúng không ạ? Thì chúng ta thấy rõ ràng là với cái thực trạng mà những gì mà chúng ta đang đóng bảo hiểm xã hội có thể lo được chúng ta về hưu, với lại cái thực tế chi phí cuộc sống nó đang ở mức như này, thì chúng ta thấy là cái nhu cầu cấp bách mà để mà chúng ta phải có một cái kế hoạch bổ sung cho cái phần thu nhập khi mà chúng ta đến một độ tuổi mà chúng ta không làm nữa, thì nó phải có cái thu nhập để mà chúng ta trang trải cuộc sống như vậy. Cho nên chắc xin mời Hải bổ sung thêm về cái trong thực tế là các hàng. Cái cuộc chia sẻ của anh Quang là bạn Canh bên đồng bằng Hà Nội á, thì thực tế thì mình thấy á, trong quá trình mình tiếp xúc với khách hàng như là mình làm việc với chính cái bản thân mình hàng ngày á, thì nhu cầu khách hàng họ đa phần á là cái việc mà họ đi làm và họ dành thời gian cho công việc nó rất là nhiều ấy, thì cái làm cho cái việc mà họ nhận thức được là cái vấn đề là cần phải khách sạn, cần phải có một thực phẩm dư
dành cho những cái kế hoạch sau này, thì vô hình chung là nó bị ảnh hưởng và nó bị người ta gọi là người ta không không còn quá nhiều thời gian để suy nghĩ về nó nữa. Đặc biệt là những người trẻ họ đi làm dường như là 8-10 tiếng một ngày, đây là khoảng thời gian mà họ rất là tốt để họ bung cái công việc của họ ra. Đấy thì chính vì như vậy á, nó làm cho một việc đó là nếu mà không có một cái gì mà mình truyền thông đến họ thì gần như là họ không hề thích được những cái vấn đề về việc sau này khi mà họ về hưu họ sẽ như thế nào. Là một cái nữa mình thấy rất là hay gặp trong cái hiện thực hiện nay á, là việc là kể cả cái việc họ đi làm, nhưng mà mình sẽ nói qua rất là nhiều về cái vấn đề là những cái thứ nghe đi trong thực tế xảy ra. Thì nó không xa, trong 2 năm vừa qua chiến tranh thương mại và dịch Covid, đó là hai con thiên nga đen nó tàn phá cái nền kinh tế của mình rất là nghiêm trọng. Đấy thì nếu cái thời gian trước họ không có đủ tích lũy để họ trang trải cho cái khoảng thời gian mà 2 năm vừa rồi, thì khả năng là họ bị thiệt hại rất là lớn về cái mặt tài sản, và nó ảnh hưởng rất là nhiều đến những cái dự định, những cái mặt của họ sau này. Về những câu chuyện mà rất là thực tế là mọi người có sự chuẩn bị cho kế hoạch hưu trí sau này hay là kế hoạch để họ tự do tài chính. Đó là câu chuyện của chàng kỹ sư Brandon đã lập kế hoạch và tiết kiệm để có thể nghỉ hưu sớm trong nhiều năm. Và anh ta thì đã tiết kiệm và đầu tư hơn 70% cái số tiền lương của mình để chuẩn bị cho sự tự do tài chính nghỉ hưu sớm. Sau nhiều năm làm việc và chuẩn bị tài chính từ tháng 8 năm 2016 thì anh ấy đã tuyên bố nghỉ hưu ở tuổi 34 và sống với mức là 24.000 USD mỗi năm cùng với vợ và con trai của anh ta tại Mỹ. Đây là câu chuyện thứ nhất. Và câu chuyện thứ hai đó là nói về hai chị Stephen William và Prince. Hai chị thì anh thì năm nay 33 tuổi và chị thì 31 tuổi thì được biết đó là cả hai người họ thì đều không sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng mà hai anh chị thì đã muốn có suy nghĩ là nghỉ hưu sớm vào năm 35 tuổi, và bởi vì khi đó thì họ đã nghĩ rằng là công việc của mình vô cùng là khủng khiếp, và hiện nay thì họ đã có một khoản tiết kiệm là khoảng 400.000 đô la Canada là hơn 7 tỷ đồng, và họ dự định là sẽ nghỉ hưu vào năm 35 tuổi. Đấy là hai câu chuyện rất là thực tế, là hoàn toàn có thể nghỉ hưu từ những cái tuổi rất là sớm. Và xét về xu hướng hiện nay về cái việc mà tự do tài chính và nghỉ hưu sớm thì được rất là nhiều bạn trẻ quan tâm. Và chúng tôi có tìm hiểu và thống kê ra cái cụm từ tự do tài chính nghỉ hưu sớm thì được tìm kiếm ở trên Google rất là lớn, là khoảng 376 triệu. Và trên Facebook thì có rất là nhiều những cái group về tài chính cá nhân, tự do tài chính nghỉ hưu sớm thu hút khá là nhiều người quan tâm và sự tương tác của mọi người. Kèm theo đó thì chúng tôi cũng có khảo sát thực tế từ nhu cầu tự do tài chính và nghỉ hưu sớm. Thì có thể thấy đó là khi được hỏi về cái mục tiêu tài chính quan trọng trong cuộc đời của bạn, thì có 60% lựa chọn mục tiêu đó là tích lũy được một số tiền nhất định để họ có thể tự do tài chính và nghỉ hưu sớm. Và có đến 72% khao khát được sống không phụ thuộc kinh tế vào người khác và được tự do làm những cái công việc mình thích và không phải lo đến chuyện tiền bạc. Và có 77% sẵn sàng để dành ra khoảng 10 năm để họ có thể thực hiện cái kế hoạch nghỉ hưu sớm của họ. Và có 78% số người là quyết tâm là sẽ tiếp tục thực hiện cái mục tiêu trong thời gian tiếp theo. Và ở trên các kênh YouTube thì cái chủ đề
tự do tài chính và nghỉ hưu sớm thì cũng được các kênh truyền hình, các kênh coi và thực hiện thu hút được khá là nhiều lượt xem. Và hiện tại thì cái phong trào FIRE thì được khá là nhiều mọi người quan tâm. Thì phong trào FIRE là một cái phong trào mà là một trào lưu sống đang được hướng đến, tức là làm chủ tài chính của mình trong tương lai. Thì mọi người với cái mục tiêu tộc hiệu của mọi người đó là làm mọi cách để họ có thể tiết kiệm được 50-70% thu nhập, và cho đến khi mà họ đạt được cái khoản tiền mà họ mong muốn, tức là 25% số tiền chi tiêu trong một năm của họ, thì mỗi năm họ sẽ rút ra được khoảng 4% số tiền trong cái khoản đầu tư đó để sống, và cái cho thấy là cái khối tài sản của họ vẫn tiếp tục được sinh ra lãi và không bị phơi đi. Thì mọi người có thể gọi tắt đây là cái quy tắc là 2-5-4-10. Tiếp theo đó là mọi người cũng có nhắc đến rất là nhiều những cái quy tắc quản lý tài chính cá nhân, ví dụ như là quy tắc 6 chiếc lọ, bí quyết để quản lý tiền thông minh. Vậy thì câu hỏi đặt ra cho các panel chúng ta có thể thảo luận với nhau đó là quỹ hưu trí thì dành cho ai, và họ bao nhiêu, ở độ tuổi bao nhiêu thì họ có thể bắt đầu chuẩn bị quỹ hưu trí này, và thu nhập như thế nào để chuẩn bị lập ra quỹ hưu trí cho mình, và các sai lầm mà mọi người thường gặp trong quỹ hưu trí là gì. Xin mời các panelist, các chuyên gia của chúng ta. Ok, thì các câu hỏi này thì Tuấn nghĩ rằng là bất kể cái quỹ hưu trí ấy, hay bây giờ mình gọi một chút vui vẻ hơn đó là tự do tài chính ấy, thì tự do tài chính là việc mà cần phải làm càng sớm càng tốt, nó không phân theo độ tuổi nữa rồi, mà nó là cái nhu cầu cấp thiết mà phải thực hiện ngay lập tức. Việt Nam mình vẫn rất là may mắn là vẫn đang trong một đất nước được tăng trưởng nhé, chứ còn ở các đất nước mà như kiểu ở bên châu Âu chẳng hạn, lục địa già. Thì bên, vì sao gọi lục địa già, bởi vì bên đó cái việc mà phân hóa nó đã kết thúc rồi, và cái việc mà để mọi người tích lũy tài sản rất là khó. Hôm trước Tuấn cũng gặp một cái anh làm quản lý quỹ ở bên Pháp ấy, thì bên đó ấy, họ bảo là ôi tăng trưởng lợi nhuận lãi suất được khoảng 7-8%, mà ở bên này là họ cảm thấy rất là vui mừng rồi, chứ họ chỉ mong muốn đầu tư được tầm đấy thôi, mà thậm chí người ta chấp nhận lạm phát mất giá 2%, họ vẫn ok. Điều đó nghĩa rằng là ở nước ngoài cái việc mà tích lũy tiền rất là khó. Với lại cái slide trước ấy thì Tuấn nghĩ rằng là việc mà tiết kiệm đầu tư ấy, nó tiết kiệm người quan trọng, mọi người có thể xem cái slide về 6 chiếc lọ ấy, quy tắc 6 chiếc lọ. Thì đây là quy tắc này thì hầu hết là mọi người đều đã biết về quy tắc này rồi. Tuy vậy thì Tuấn chỉ nói qua một chút thôi, tức là chúng ta nhìn cái này nó chỉ là một cái gợi ý chúng ta thôi, chứ chúng ta đừng bao giờ bị gắn vào cái này. Đơn giản nhé, ví dụ lương của bạn 10 triệu thì bạn chuyển 55%, tức 5,5 triệu vào chi tiêu, đúng không ạ? Tuy vậy lương bạn lên 10 triệu hay lương bạn lên 20 triệu, lương bạn lên 100 triệu chẳng hạn, thì chẳng nhẽ bạn bỏ luôn 55 triệu vào chi tiêu à? Đó là một vấn đề mà chúng ta cần phải xem xét. Chính vì vậy trong cái trường hợp này ấy, thì giả sử chúng ta tập trung vào quỹ tự do tài chính chẳng hạn, mọi người thấy là cái cột ô số 6 này, tự do tài chính này. Nếu như chúng ta mà dự kiến là mục tiêu tự do tài chính sớm chẳng hạn, thì chúng ta sẽ tăng cái tỷ lệ lên, thay vì 10% chúng ta lên ở khoảng 20-25-30%. Phiền Duyên chuyển sang cái slide tiếp theo của anh. Thì mọi người sẽ thấy ở đây này, mọi người sẽ thấy rằng là cái cột thứ 1, 2, 3, 4 này, cột thứ 4 này, tỷ lệ tiết kiệm như thu nhập này, nếu như mà tỷ lệ tiết kiệm như thu nhập là 25%, cái vòng màu vàng này, thì mọi người mất 43 năm để có thể tự do tài chính. Điều đó có nghĩa là gì? Tức là nếu như mà cái tỷ lệ tiết kiệm của mọi người quá thấp so với thu nhập này, thì cái thời gian của mọi người nó rất là lớn, đúng không? Nhưng mà nếu như chúng ta tăng được cái tỷ lệ tiết kiệm lên đến khoảng 50%, thì chúng ta chỉ mất khoảng 14 năm mà thôi. Điều đó có nghĩa rằng là ở đây như Tuấn mới nói đến rằng là mọi người, quý vị nhà đầu tư nên tăng được cái tỷ lệ tiết kiệm của mình trên cái tổng thu nhập. Nếu như tỷ lệ này càng cao thì mọi người sẽ càng sớm được tự do tài chính. Thì đấy là quan điểm. Anh nghĩ mình thử làm một case study, em thử vào cái trang khách sạn.vnrx.com.vn để làm cái kênh Duyên cho anh. Hơi chậm một tí thôi. Untouched.
fly, the people fly on escape. Khi hết mấy fly, nó sẽ kết. Nói kết được fly, nó sẽ kết. Đó. Bây giờ nhé, mình thử nghe em Duyên là năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Em 24 tuổi. Ok, 24 tuổi. Em dự định nghỉ hưu năm 30 tuổi đi, đúng không? Rồi, lập kế hoạch đến năm 70 tuổi đi. Không? Mỗi tháng giả sử tiết kiệm được 2 triệu. Rồi, bây giờ chưa có đồng nào cho tiết kiệm công trí. Khi về hưu thì... tại vì đây là ví dụ nhé, em để cái con số 15 nhận 0% thì lên quay lại. Đó. Thì bây giờ em đọc thấy là năm 30 tuổi em có 227 triệu đúng không? Và năm 70 tuổi thì em có bao nhiêu tiền nhỉ? 10,31 tỷ đồng. 10,3. Rồi bây giờ em bật một tab khác nhé. Bây giờ sử như là bật một tab khác. Rồi. Bây giờ anh nhé, anh là năm nay là năm anh 36 tuổi đi. Và anh làm việc đến năm 65 tuổi đúng không? Đây là cái này cũng làm đến năm 70 tuổi giống như là Duyên đúng không? Mỗi tháng tiết kiệm 2 triệu thôi. Đó, anh cũng chưa có đồng nào cho hưu trí cả. 0%. Thì như vậy là anh tiết kiệm trong vòng 35 đúng không? Từ năm 36 tuổi đến năm 65 tuổi. Thì lúc đấy anh mới có lúc về hưu anh mới có số tiền là 3.9 tỷ, đúng không? Số tiền 3.9 tỷ. Còn em quay trở lại cái tác của Duyên nhé, là em chỉ tiết kiệm trong vòng 6 năm, từ năm 24 tuổi đến năm 30 tuổi thôi, đúng không? Và đến cái năm em để 65 tuổi đi, cho giống anh bên kia đến 70 đó mà bên kia 70 à? Em để 70 à, đấy thì đàn anh chỉ có 4 tỷ so với cả em ở đây là 10 tỷ mà em chỉ tiết kiệm 6 năm, đúng không? Còn anh phải làm cái kế hoạch này liên tục trong vòng 30 năm và số tiền cuối cùng vẫn ít hơn, chưa bằng một nửa của em. Đấy, qua ví dụ này ý muốn nói là mình nếu mà mình tiết kiệm và mình tích sản thực chí hoặc cho mục tiêu nào đó càng sớm thì càng có lợi thế hơn rất là nhiều, và cái số tiền mình tiết kiệm, cái thời gian mình tiết kiệm nó cũng ít. Đây như trường hợp này chỉ cần 6 năm thôi mà hơn cái người kia làm 30 năm, đúng không? Nếu mà làm sớm hiệu quả nó khác biệt. Cho nên trả lời câu hỏi của Duyên là độ tuổi nào nên bắt đầu ấy, thì 24 tuổi là nó lãng phí mất 24 năm rồi. Nên là càng sớm càng tốt. Thì qua hai ví dụ của anh Vũ Tùng thì có thể thấy là nếu như mà chúng ta tích sản để lập kế hoạch hưu trí càng sớm thì sẽ tạo ra một cái khoản tiền rất là lớn trong tương lai và chúng ta có thể an tâm về hưu, đúng không? Nhưng mà tuy nhiên thì có một vài những cái quan điểm của các bạn trẻ hiện nay ấy, các bạn có cái hay là cái khái niệm là YOLO, bạn chỉ sống một lần. Tức là các bạn nói là khi còn trẻ mà không hưởng thụ đi du lịch đây đó và làm những điều mình muốn mà lại tiết kiệm để cho về hưu thì khi mà về hưu thì họ lại không còn sức khỏe để đi nữa, thì các chuyên gia của mình thấy quan điểm như thế nào? Em thấy đúng quan điểm đấy. Bây giờ chúng ta nhìn vấn đề cũng phải nhìn từ hai mặt, đúng không? Chúng ta không phải là như kiểu là tiết kiệm dành hết tất cả mọi thứ để tiết kiệm và không chi tiêu, không biết hưởng thụ. Nhưng anh nghĩ là cân bằng giữa hai cái đấy thì nó phải gọi là cái sống chi túc ấy, biết thế nào là đủ quá, đúng không? Chúng ta nếu mà chi tiêu quá nhiều hiện tại, thậm chí là như rất là nhiều người vay lợi hiện tại để tương lai 5-10 năm nữa không có cái khoản tích lũy thì rất là khổ, như cái ví dụ mình vừa nêu. Nhưng tất nhiên hiện tại nếu mà chúng ta bị trói buộc bởi đồng tiền ấy, bị đồng tiền nó chi phối ấy, thì nó cũng đâu có hạnh phúc đâu. Kể cả sau này mình như giống trường hợp của Duyên ấy, mình đạt được rất là nhiều tiền nhưng mà mình cũng không biết kiểu như là sống như thế nào cho hạnh phúc thì cũng không phải là tốt. Đấy, anh muốn bổ sung một chút là cái phong trào FIRE ấy, nó chẳng hạn mình tự do tài chính rồi thì mình đi làm nữa không? Đương nhiên là mình muốn này đi làm chứ, tức là cái FIRE ấy tức là để cho mình có một cái nguồn thu nhập nó ổn định và mình đảm bảo được cái tương lai của mình trong vài hạn hơn. Và sau đó thì trong ngắn hạn, tức là khi mình đủ được cái đấy rồi thì mình cũng để tận hưởng cuộc sống. Thì nó sẽ là hai cái, chứ không có nghĩa rằng là cứ nghỉ hưu sớm chúng ta nghỉ hết và chúng ta bỏ hết. Vậy thì tức là kể cả các bạn trẻ thì các bạn rất là sớm, thu nhập cũng rất là thấp, thì các bạn cũng có thể là tiết kiệm một khoản tiền rất là nhỏ để mình xây dựng cho mình cái tài sản, cái quỹ hưu trí để mình có thể
tự do từ rất là sớm, nghỉ hưu từ rất là sớm. Nói thì dùng, nếu như mà dùng từ nghỉ hưu thì các bạn sẽ nghĩ là nó khá là già, nhưng mà chúng ta có thể dùng từ đó là tự do tài chính từ rất sớm. Anh nghĩ đúng rồi, tức là mình có thể bắt đầu từ những khoản nhỏ. Nếu mình không tiết kiệm được 5 triệu, mình có thể tiết kiệm từ 500 nghìn, 50 nghìn, đúng không? Tất cả những việc lớn thì được xây dựng từ những hành động nhỏ. Vậy thì... Anh có quan điểm ở đây một chút này. Hồi nãy giờ anh thấy mọi người nhắc đến cái khái niệm tự do tài chính á. Chúng ta có vẻ là nhắc đến cái số tiền mà tính ra bao nhiêu khá là nhiều, đúng không ạ? Trong khi đó là cái con đường mà VNREX đang muốn gọi là hướng nhà đầu tư đến, nó gọi là sức khỏe tài chính bản thân đầu tư. Thế thì nó có một khái niệm tự do tài chính mà anh nghĩ là chúng ta cần nó đầy đủ các khía cạnh hơn. Tức là nó không phải từ những người bị ám ảnh là mình phải tích lũy với một cái tỷ lệ tiết kiệm quá cao rồi đạt được số tiền bao nhiêu mới gọi là tự do. Và cái khái niệm tự do là chính chúng ta hiểu rộng đây nó là một cái trạng thái bình an về tiền. Chúng ta không để cái đồng tiền nó kiểu nó làm mình bị vướng vào, thấy nó rất là bất an đấy, kiểu vậy. Thế thì để mà có được cái điều đó là chúng ta sẽ có các cái bước chúng ta làm, ví dụ như là nó khởi đầu bằng cái kiến thức, cái trí tuệ về tài chính, đúng không? Ví dụ chẳng hạn chúng ta thấy những câu chuyện mà hồi nãy mình kể ra, sao con người ta bất an với tình tài chính khi người già, là bản chất là do người ta không có kiến thức, không có trí tuệ, đúng không ạ? Và cũng không biết là cái tình trạng sức khỏe tài chính của mình ở đâu, cho nên nó khởi đầu từ việc là chúng ta phải nhận diện đúng tình hình tài chính của mình như nào, rồi tham gia các lớp học của mình nhập về đầu tư để hiểu như nào để có sức khỏe tài chính, như nào để có an toàn đầu tư, đúng không? Và sau đó thì từng bước mình thiết lập được cái mục tiêu của mình, cái kế hoạch tài chính theo mục tiêu. Và cái xây cái tháp tài sản như hồi nãy moderator Green đã nhắc lúc đầu, đúng không? Thì mình cũng đang có những dự phòng tính toán nhanh, có bảo hiểm, cũng có một kế hoạch cho tương lai, đúng không? Ví dụ có thể là ở những bạn trẻ là khởi đầu chưa có thu nhập nhiều lắm thì chúng ta có thể cân bằng từ cái việc là chúng ta đầu tư. Thì đầu tư đây không phải chỉ là đầu tư tài chính không, đúng không? Nhưng mà đầu tư tài chính cũng là một điều rất là cần. Chúng ta có thể bắt đầu từ số tiền rất nhỏ cũng được, 1-2 triệu cũng hoàn toàn có thể làm. Cái điều quan trọng là mình tạo chúng ta một cơ hội để mình có thiết lập một thói quen, và thông qua đó mình có một động lực để mình tham gia các lớp học tìm hiểu về kiến thức để mà chúng ta nâng cao cái tiềm lực của mình lên. Và cái đầu tư thứ hai là đầu tư vào bản thân mình nữa, đúng không? Ví dụ Warren Buffett luôn luôn là có một cái bài học cho các bạn trẻ là chúng ta hãy đầu tư vào bản thân mình để tăng đi mình capital, thì đó cũng là một cách để mà chúng ta tạo ra cái trạng thái tự do về tài chính cho chính mình. Đấy, tức là anh muốn bổ sung thêm một cái quan điểm, một cái góc nhìn để mà tránh cho tình trạng mọi người cứ nghĩ là tự do tài chính là chúng ta phải có một cái tỷ lệ tiết kiệm rất cao rồi hy sinh mọi thứ để mà đạt được số tiền nào đó để gọi là tự do tài chính, thì nó không hẳn như vậy. Mà nó là một cái trạng thái về tiền bạc, khi mà chúng ta có cái thói quen tốt, chúng ta có kế hoạch cho tương lai tích lũy rồi, đúng không? Chúng ta diversify được các cái nguồn thu nhập của mình, và chúng ta từng bước để mà xây được cái sức khỏe tài chính bản thân đầu tư, thì anh muốn bổ sung thêm góc nhìn như vậy cho mọi người thêm. Không biết là Hải có quan điểm gì thêm vào trong vấn đề này không? Trong cái thường đó là trong cái quá trình mà mình tương tác với cái khách hàng, các nhà đầu tư, thì đối với cái vấn đề về hưu trí á, cái quan điểm của mình á, vấn đề nó sẽ gắn với một cái động lực nào đó để họ phải thực hiện được cái đó, tức là nó sẽ đi cùng với một cái điều gì đó mà họ thực sự là hứng thú đó. Và có thể những cái đó có thể rất đơn giản như là những cái mục tiêu, những cái dự định của họ sau thời gian họ làm xong, họ muốn cái gì, thì đó là một cái loại hình tài sản hoặc là một cái trạng thái họ muốn làm tháng nào có thể họ mang đi lấy để họ sử dụng. Đấy, thì khi mà gắn được với những cái mục tiêu như vậy thì mình nghĩ là nó sẽ góp phần giúp cho cái nhà đầu tư họ có thêm được một cái động lực để nó thực hiện hơn. Đấy, thì nó giống như kiểu là mình sẽ được một cái gì đó sau một quá trình thực hiện như vậy. Đấy là quan điểm của em đối với cái vấn đề này. Xây dựng cái quỹ hưu trí cho mình. Vậy thì có một cái câu hỏi mà mọi người đó là khi mà họ xây dựng, họ lên kế hoạch xong nhưng họ chưa có kiến thức
về đầu tư, chưa có kiến thức về thị trường tài chính. Vậy thì cái quỹ hưu trí của họ, họ nên đầu tư vào đâu, sử dụng những cái sản phẩm hay quỹ hưu trí như thế nào, thì các chuyên gia có thể giới thiệu hay là cho mọi người, cung cấp cho mọi người cái thông tin kiến thức về các kênh tài sản để mọi người có thể đặt cái quỹ hưu trí của mình vào đó để an tâm, có cái an toàn. Mời anh cùng. Chúng ta biết là hưu trí là một cái khoản đầu tư cho mục tiêu rất là xa, dài, có thể tầm khoảng tầm 20-35 năm. Thì thông thường trong đầu tư dài hạn như vậy thì kênh đầu tư cổ phiếu là một cái kênh mà khá là hiệu quả. Tất nhiên là tùy tình hình, cũng có những thời điểm mà ví dụ như trái phiếu Việt Nam hiện nay chẳng hạn thì lại sinh lời rất là cao, tầm 10%. Thì đấy là tức là cổ phiếu, trái phiếu là hai là tài sản chính chúng ta có thể allocate vào, chúng ta có thể phân bổ cho cái mục tiêu hưu trí này. Còn người tiết kiệm ngân hàng này, hoặc là những cái loại tài sản mà ngắn hạn hơn đó, thì chúng ta hạn chế. Thì trong cái quỹ tài sản hưu trí của VNREC có sử dụng hai loại tài sản, một loại là chứng chỉ quỹ trái phiếu, một cái là chứng chỉ quỹ cổ phiếu, thì là hai cái tài sản cơ sở rất là tốt trong một cái hưu trí này. Thì nếu mà đi sâu chi tiết vào các loại tài sản hơn nọ thì anh nghĩ là không đủ cho buổi chiều hôm nay. Thì anh nghĩ là cứ bấm trước Duyên có một cái live stream về các chứng chỉ quỹ đầu tư ấy. Thì anh nghĩ đấy là một cái kênh tham khảo khá là tốt cho các nhà đầu tư tìm hiểu xem là chi tiết các loại tài sản để phân bổ cho mục tiêu hưu trí này như thế nào. Nên anh Tuấn không có thêm. Vâng, thì có thể mời nhà đầu tư luôn về sản phẩm kỹ thuật hưu trí với mình. Thì cái nhà đầu tư khi tham gia cái này, nó ngoài cái lợi ích về tiền ấy, thì nó có một lợi ích khác, đó chính là cái lợi ích mà được đồng hành và được cùng nâng cao kiến thức. Bởi vì khi mà tham gia sản phẩm này thì ngoài việc đồng hành, tức là sẽ nhắc khách hàng một, ví dụ giống như kiểu Viên hôm nay chạy bộ, chẳng may Viên lười quá thì để bảo tôi Viên ơi em đi chạy bộ đi, giống như mà cam kết Viên là cam kết đóng tiền hàng tháng, rồi cuối cùng chẳng may tháng này Viên lại hụt chi hơi quá, bảo thôi em không tham gia nữa, em không đóng tháng này, tháng sau em đóng, thì cái đấy nó chính là mất cái kỷ luật. Thì cái sản phẩm này cho mình cái người đồng hành để nhắc và giúp Viên ơi tháng nay em cố gắng đóng tiền đi, bởi vì một tháng đóng tiền của em hiện tại là em sẽ giảm bớt được cái lo lắng trong tương lai khi mà em nghỉ hưu là 2 tháng, ví dụ như vậy. Thì đó chính là cái mà động lực mà sản phẩm này đem lại, nó không chỉ vì vấn đề tiền nhé, mà còn quan trọng là kiến thức, và thứ hai ba là đồng hành, thì đấy là cái sản phẩm này đem lại. Vậy thì các kênh đầu, khi mà nhà đầu tư muốn tự mình có thể lên được cái kế hoạch hưu trí cho mình thì cũng có thể đầu tư vào các kênh chứng chỉ quỹ hay là kênh trái phiếu như anh Tùng có chia sẻ, hoặc là để có thể nhanh gọn hơn khi mà mình quá là bận rộn với công việc của mình, nhà đầu tư cũng có thể tham khảo đến cái sản phẩm tài sản hưu trí của VNDirect. Thì với sản phẩm này, khi mà nhà đầu tư tham gia vào, nhà đầu tư sẽ có thứ nhất là xây dựng được cho mình cái quỹ hưu trí, thứ hai là có bạn đồng hành để mình có thể tạo lập cái thói quen để lập nên cái quỹ hưu trí này, và thứ ba là sẽ cùng nâng cao kiến thức về thị trường tài chính với người bạn đồng hành của mình. Như vậy là chúng ta cũng trải qua hơn 1 tiếng trao đổi về quỹ hưu trí, lý do tại sao chúng ta phải đầu tư sang quỹ hưu trí và các bước xây dựng quỹ hưu trí như thế nào. Chúng ta sẽ bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang cái phần giao lưu với quý nhà đầu tư, với các câu hỏi của quý nhà đầu tư có gửi về cho các chuyên gia của chúng tôi. Tôi xin phép được đặt câu hỏi của quý nhà đầu tư, đó là quý nhà đầu tư có đặt câu hỏi là ở bảo hiểm cũng có quỹ hưu trí, tại VNDirect cũng có quỹ hưu trí, vậy thì cái lợi thế ở VNDirect là gì so với bảo hiểm? Họ nên đầu tư lựa chọn quỹ hưu trí ở bảo hiểm hay là quỹ hưu trí ở các công ty tài chính? Câu này xin để tôi trả lời. Thì đối với bên bảo hiểm ấy, thì họ, nếu như có một số bên bảo hiểm thì các bạn sẽ thấy rằng là họ viết chữ là cam kết lãi suất, đúng không? Cam kết lãi suất trong khoảng 4-5 năm đầu. Nhưng mà nếu như mọi người để ý kỹ ấy, thì cái cam kết lãi suất của họ rất là thấp. Năm đầu tiên họ cam kết lãi suất 6%, xong 4%, xong 3%, xong 2%. Nói chung là cần mức lãi suất rất là thấp. Và nếu như mà chúng ta nhìn dài hạn hơn, ví dụ bởi vì hưu trí này chúng ta đang nhìn trong cái khoảng thời gian khoảng 20 năm đến 30 năm, thì sau khoảng 20-30 năm thì lợi suất của bên bảo hiểm thường khá là thấp, vì họ có rất nhiều chi phí ẩn đằng sau.
Vì khi mà làm bảo hiểm thì rõ ràng là bạn sẽ được bảo hiểm vào bảo đảm một phần nếu như có rủi ro, đúng không? Nên thành ra cái chi phí, cái lợi suất của họ ấy, tự nhiên nó kém đi rất nhiều. Và ngoài ra họ có rất nhiều các loại phí và thuế khác, cái phí khác ở ẩn bên trong ấy, và chúng ta không nhìn thấy được. Ví dụ như Tuấn có sở hữu một cái bảo hiểm của bên ở đây chúng ta không nói công ty ra, nhưng mà trong vòng khoảng 4 hay 5 năm gần đây Tuấn đóng thì cái lợi suất thu được chỉ có 1,5% một năm, tức là con số rất là thấp, thấp hơn ngân hàng rất là nhiều. Đó là một điểm. Thì cái sản phẩm tự do đấy, tích sản hữu trí của VinDirect này thì sẽ được sở hữu trên hai cái tài sản là chứng quỹ cổ phiếu và chứng chỉ quỹ trái phiếu. Và backtest trong khoảng 5 năm qua, tức là chúng ta kiểm tra lại trong 5 năm qua thì cái lợi suất trung bình đạt được đâu đó khoảng 10 đến 11%. Và cái sản phẩm này thì sẽ tập trung vào lãi suất. Mọi người lưu ý giúp ạ, tập trung lãi suất. Chúng ta sẽ không quá tập trung vào vấn đề bảo hiểm. Đó là vấn đề. Và toàn bộ tài sản khi mà tham gia tích sản hữu trí là ở trên tài khoản của nhà đầu tư. Tức là tài sản được đầu tư vào đâu là khách hàng sẽ tự biết được luôn, chứ nó không giống như bên bảo hiểm là tài khoản, tài sản nó đang được đầu tư ở đâu thì khách hàng hoàn toàn mù mờ. Khách hàng chỉ nhìn hộp kín, tức là bảo hiểm bảo rằng bạn được 1,5% thì bạn biết là bạn được 1,5%. Bảo hiểm bảo bạn được 5% thì bạn biết là bạn được 5%, thế thôi. Và bạn sẽ hoàn toàn không biết được điều đấy là đúng hay không. Và có những phí nào bên trong. Nhưng riêng với cái sản phẩm này thì hoàn toàn trên tài khoản khách hàng, và khách hàng sẽ biết được luôn rằng là tài khoản mình đang lỗ bao nhiêu, lãi bao nhiêu. Và thậm chí nếu như mà khách hàng sẽ được quyền hỏi luôn, đồng hành luôn là tài sản tôi đang được đầu tư ở đây và vì sao như vậy. Nói chung là sẽ rất là minh bạch. Và kèm thêm về câu hỏi này thì dựa vào câu trả lời của anh Tuấn thì có một nhà đầu tư có gửi đến, đó là vậy thì gửi tiền vào đó thì có bị mất tiền không ạ? Khi mà tài sản ấy, thì trên tài khoản nhà đầu tư, tức là trên tài khoản chính nhà đầu tư ấy, mà trên tài khoản nhà đầu tư thì sẽ được bảo đảm bởi Ủy ban chứng khoán này, bởi VSD này, tức là trung tâm lưu ký này, tức là rất nhiều bên kiểm soát, nên cái việc mà mất thì chắc chắn là không có. Thứ hai nữa là cái việc mà cái giá chứng chỉ quỹ nó giảm và tăng ấy, thì đương nhiên là điều đấy hoàn toàn có thể xảy ra, bởi vì cái biến động thị trường rất là mạnh. Giống như bạn mua vàng chẳng hạn nhé, mua vàng ví dụ như là vừa rồi mà ai mua vàng là 60 đúng không anh, là bây giờ cũng đang lỗ đúng không, thì cái thị trường này nó cũng tương tự như thế. Tuy vậy nếu như mà nhìn dài hạn hơn ra, ví dụ như là nếu vàng chúng ta cứ mua liên tục thì rõ ràng là vẫn có lãi mà, đúng không? Tương tự như cái sản phẩm này thấy chúng ta chỉ cần tích sản đều đặn thì có một con số thống kê rằng là cái tỷ lệ lãi trong khoảng 5 năm qua là đâu đó khoảng 10-11%. Thì đấy là một cái trong ngắn hạn có thể biến động, nhưng mà trong dài hạn thì nó sẽ tăng bòn lên. Nếu như vàng mọi người nhìn là cả một thời gian dài thì loanh quanh khoảng 35-36 thôi, bọt một cái lên khoảng 45 rồi đến 50-60. Chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo của quý nhà đầu tư. Nhà đầu tư có gửi về cho chúng tôi, đó là để người rút sớm thì tôi cần bao nhiêu tiền là đủ. Thì câu hỏi này lúc nãy anh Tùng cũng có chia sẻ ở trên cái trang tích sản hữu trí của chúng tôi, thì quý nhà đầu tư có thể vào trang tích sản vndirect.com để mình có thể sử dụng cái tool đó và tính toán được cái số tiền cần thiết cho mình cho việc nghỉ hưu của mình. Nó có một số cái rule ước tính nhanh ấy, thì anh có thể bổ sung trả lời cho câu hỏi này thêm. Dạ vâng, xin mời anh Quang. Nó có một ước tính của Fidelity, một cái quỹ đầu tư rất là lớn, và họ cũng quản lý những cái những hữu trí hàng đầu thế giới luôn, thì họ có ước tính là nếu mà đến cái độ tuổi mà chúng ta nghỉ hưu á, chúng ta tích được cái danh mục đầu tư tài sản nó tương đương gấp 10 lần cái thu nhập một năm của cái năm gần nhất. Ví dụ như ngày 60 tuổi mình nghỉ hưu thì cái năm cuối cùng mà đúng không ạ, là chúng ta đã tích được cái tài sản đầu tư nha, là gấp khoảng 10 lần cái thu nhập một năm, thì chúng ta sẽ có một cái là tài sản khá là yên tâm để mà chúng ta có thể nghỉ hưu cách thời gian luôn. Hoặc là có một cái rule thứ hai ước tính là 25 lần chi tiêu của một năm, hoặc ví dụ như là bạn chi tiêu một năm nó rơi tầm khoảng 200 triệu, đúng không, chúng ta cứ nhân khoảng 25 lần của con số nó lên, thì có nghĩa là nếu mà chúng ta xin nhiều một khoản tiền như vậy thì mình
có thể tạo được thu nhập bền vững từ cái danh mục của mình thì đủ để cover chi phí cho chúng ta. Hoặc là có một cái cách ước tính nữa là mọi người cũng hay nói với nhau là nếu mà chúng ta có khoảng 1.000 m² nhà ở thành phố á, ví dụ như là cả hai miếng đất, một miếng đất là khoảng độ 200 m², xong mình xây lên độ khoảng 3 tầng mình cho thuê các tài sản bất động sản đó, thì nó cũng tạo được dòng tiền đủ để chúng ta có thể sống mà ở cái độ tuổi thì cũng rất là thoải mái được. Đây đó là một số cung cấp một số ước tính mà mình theo. Chúng ta còn rất là nhiều câu hỏi với nhà đầu tư, nhưng tuy nhiên thì tôi sẽ đến với câu hỏi cuối cùng với nhà đầu tư, đó là xây dựng quỹ hưu trí thì có nên để ở một tài khoản riêng biệt hay không? Tôi có những phân bổ và những cái loại tài sản khác như bất động sản và vàng. Ý của quý nhà đầu tư là có nên là tài khoản riêng biệt không, hay là họ phân bổ những tài sản khác là đã được rồi? Xin mời chuyên gia. Quan điểm của Tuấn thì nhà đầu tư nên phân biệt riêng ra, bởi vì phân biệt riêng ra thì chúng ta sẽ quản lý được tốt hơn. Không, câu chuyện này tức là có một cái anh ấy có 8 tỷ anh ấy mang đi đầu tư ấy, nhưng mà anh ấy cho hết vào đầu tư vào chứng khoán và anh ấy không nghĩ rằng cái việc đấy là nguy hiểm. Thế thì lúc anh đầu tư anh chỉ nghĩ lãi thôi, anh không bao giờ nghĩ đến cái việc mà đừng lùi, tức là mình đang chỉ nghĩ đường tiến là mình chưa nghĩ đường lùi. Thế thì khi mà anh đầu tư khoảng mấy năm, 1 hay 2 năm ấy, thì cái số tiền của anh ấy anh cũng đánh vào mặt tim nữa, thành ra anh bị lỗ hết. Lúc đó thì cái việc của anh ấy rất là khó khăn và anh ấy cảm giác như là công ty lừa mình ấy. Thì đấy là một điểm là do cái anh ấy chưa có cái sự phân biệt rõ giữa cái tài sản nào là tài sản rủi ro, tài sản nào là tài sản mà để an toàn, cần phải an toàn. Mà anh ấy đang lấy toàn bộ cái tiền anh tích lũy được rất là nhiều năm, anh tập trung hết vào cổ phiếu, thì đấy là một cái rủi ro rất là lớn. Chính vì vậy Tuấn nghĩ rằng là giả sử nếu như anh ấy 8 tỷ anh có thể trích ra khoảng 2 tỷ anh đẩy vào hưu trí chẳng hạn, 2 tỷ anh đẩy vào một loại tài sản nào đó khác, thì 2 tỷ còn lại anh đầu tư thì nó sẽ an toàn hơn rất nhiều. Thì đấy là quan điểm riêng của cá nhân Tuấn. Anh chỉ bổ sung một chút thôi, tức là trong cái tháp tài sản của bên mình đó thì cái tầng thấp nhất là rủi ro thấp nhận vừa phải, có tầng cao nhất là tiền rủi ro cao là nhận cao. Thì anh nghĩ là không nhất thiết là phân biệt theo là tài sản nào, loại tài sản bất động sản hay không, mà quan trọng đấy là rủi ro của loại tài sản đấy ở mức nào. Thì cho xếp xuống tầng dưới, tức là anh có thể hưu trí, anh có thể đầu tư được cổ phiếu, trái phiếu, vân vân. Nhưng mà ý muốn nói là cái tài sản đấy là mình muốn có mức độ an toàn nhất định. Thì có thể anh ấy dùng bất động sản cho mục tiêu hưu trí cũng được, anh ấy cũng được. Nếu mà người ta hiểu cái loại tài sản đó, người ta nắm được cái rủi ro của loại tài sản đó và cho rằng cái rủi ro đấy là mức vừa phải. Và tức là nhà đầu tư họ cũng dựa vào cái mục tiêu xây dựng cái tài sản đó của họ để làm gì, để sử dụng cho nó một cách hợp lý, đúng không ạ? Vậy thì qua hơn một tiếng trao đổi về cái chủ đề là quỹ hưu trí và tương tác với các quý nhà đầu tư để mọi người có thể hiểu được là cái việc mà lập quỹ hưu trí là rất là quan trọng. Về nếu như mà không lập quỹ hưu trí thì tương lai của chúng ta sẽ ra sao và các bước lập quỹ hưu trí như thế nào. Ngoài ra thì tại VnDirect cũng đang có sản phẩm chất sản hưu trí. Chính vì vậy mà nhà đầu tư có thể tham khảo để sử dụng sản phẩm này để tiết kiệm cái thời gian, và kèm theo là trong khi sử dụng sản phẩm này thì quý nhà đầu tư cũng có thể nâng cao cái kiến thức của mình về đầu tư tài chính. Cảm ơn quý nhà đầu tư đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý nhà đầu tư vào lúc 3 giờ chiều thứ hai tuần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.